đang tắm mưa nha mọi người. Xin chào mọi người. Hiện tại giờ đang có nhiều mưa rất là lớn nha. Trời rất là đen. Mọi người có thể thấy nha. Mr. Bầu đang tắm mưa nè. Cắt ớt. Đâu đây? Ớt nhà chồng nha. Ớt nhà chồng có một cây. Bây giờ trời là cắt ớt để lát ăn bò nhúm giấm. Phía bên kia nó có cái lá gì nữa đó màu, lá cách lá gì đó hái vô để lát cuộn rau sống ăn luôn. Đây. Lâu lắm rồi là mới được tắm mưa vậy á. Trên thành phố mưa mưa chứ không dám ra đường để tắm. Hái nhiều ớt dữ vậy. Đây đang hái lá cách nha mọi người. Cái lá này để lát mình cuộn với rau sống mình ăn. Bây giờ trời mưa rất là trơn. Mới vừa bị té xong. Thôi em không đi nữa đâu anh ơi. Ở đó là cái dũng đó nha, coi chừng nó lún đó nha. Ây da, đường rất là trơn, mới té. Được rồi bầu ơi, đừng qua đó nữa.